dàn mỹ nhân Việt gây bão tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hờ Hên Nhi là những người đẹp ghi dấu thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Miss Grand International 2021 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Người đẹp sinh năm 1998 đã xuất sắc vượt qua 63 đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để chạm tay tới chiếc vương miện danh giá. Với thành tích này, Thùy Tiên đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế. Đại diện của Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng trước đám đông. Ngay từ khi đặt chân đến Thái Lan, nàng hậu 23 tuổi đã cho thấy sự quyết tâm và đầu tư chỉnh chu khi giao tiếp bằng tiếng Thái. Trong các vòng thi quan trọng như trình diện áo tắm, trang phục dân tộc và đêm bán kết, Thùy Tiên đều gây được ấn tượng với những phần thể hiện điêu luyện của mình. Thùy Tiên nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả Việt bởi cô luôn thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ công chúng trong suốt quá trình thi. Đó cũng chính là lý do trong hầu hết các phần bình chọn tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đều đứng đầu. Trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 vào tối mùng 4 tháng 12, một lần nữa Thùy Tiên khiến khán giả ngã mũ khi có phần thể hiện đầy ấn tượng và nổi bật. Cô ghi dấu ấn bởi sự tự tin cũng như việc thường xuyên sử dụng ngôn ngữ nước bạn. Ngay sau khi người đẹp đăng quang, cộng đồng mạng đã vô cùng phấn khích và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Thùy Tiên. Hoa hậu Hờ Hên Nhi Hờ Hên Nhi sinh năm 1992 tại Đắk Lắk. Cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam vào năm 2017, Miss Universe. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ tại Thái Lan vào năm 2018. Trên đấu trường sắc đẹp thế giới, vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại và cá tính, đậm nét hoang dã của Hờ Hên Nhi được đánh giá cao. Theo đánh giá của các chuyên gia sắc đẹp cũng như người hâm mộ toàn cầu, Hờ Hên Nhi sở hữu kiểu tóc ngắn ấn tượng, phô diễn được hết vẻ đẹp cá tính. Từ ánh mắt đến bờ môi, Hờ Hên Nhi đều toát lên được thần thái quyến rũ, có chiều sâu hơn người. Ở màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2018, Hờ Hên Nhi đã gây ấn tượng mạnh với lời chia sẻ: "Tôi là một người dân tộc thiểu số, tôi đáng lẽ sẽ lấy chồng lúc 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Từ con số 0, nay tôi đứng tại đây, tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được." Kết thúc cuộc thi, Hờ Hên Nhi lọt vào top 5 chung cuộc cùng các đại diện Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử của các nhan sắc Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàng vũ. Người đẹp Hương Giang. Trần Thị Hương Giang là người đẹp khá đặc biệt của làng giải trí Việt. Hương Giang sinh năm 1987, sở hữu chiều cao nổi bật 1m80 cùng nhan sắc xinh đẹp, đậm chất Á Đông. Năm 2004, Hương Giang tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng không đạt thành tích cao vì thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, chân dài gốc Hải Dương gây bất ngờ ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 được tổ chức tại Mỹ và lọt top 16 tại Miss World Hoa hậu Thế giới. Đầu năm 2010, chuyên trang nhan sắc Global Beauty xướng tên Hương Giang trong top 3 đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm và Miss Grand Slam Asia Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đường đua này. Hoa hậu Diễm Hương. Trang web Global Beauty xuyên về sắc đẹp nổi tiếng thế giới cũng công bố danh sách 10 người đẹp nhất thế giới năm 2010 Miss Grand Slam. Trong đó có đại diện của các cường quốc hoa hậu như Venezuela, Puerto Rico, Mexico, Ấn Độ. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Diễm Hương dừng lại ở top 17. Đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, Diễm Hương đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth 2010 và lọt vào top 14. Bên cạnh đó, cô còn đoạt giải Miss Bikini nằm trong khuôn khổ cuộc thi này. Vì thế, Global Beauty sẽ chọn cô vào top 87 nhan sắc đẹp nhất thế giới để bình chọn giải thưởng Miss Grand Slam 2010. Bông hồng Lan Khuê. Trong danh sách 50 gương mặt đẹp nhất thế giới của Global Beauty có tên của đại diện Việt Nam, Trần Ngọc Lan Khuê. Đây cũng là người đẹp Việt Nam duy nhất lọt vào top bình chọn này. Người đẹp Trần Ngọc Lan Khuê sinh năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô đã là một người mẫu có tiếng với chiều cao nổi trội và vẻ ngoài cá tính. Năm 2013, Lan Khuê tham gia siêu mẫu Việt Nam 2013 và giành được giải vàng cao nhất của cuộc thi. Cô cũng từng lọt vào top 5 của giải thưởng thời trang châu Á. Năm 2015, Lan Khuê đăng quang hoa khôi áo dài và trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2015. Tại cuộc thi năm đó, Lan Khuê lọt top 11. Trúc Chi, TH theo VOV. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.